tân Tổng Bí thư Tô Lâm đang tứ bề thọ địch, sự thật hay tin đồn? Sau khi truyền thông quốc tế đưa tin Tô Lâm sẽ sang thăm Trung Quốc trong 3 ngày từ ngày 18 tháng 8, trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến lo ngại về chuyến thăm lành ít giữ nhiều này. Đến nay, truyền thông nhà nước cũng đã xác nhận thông tin về chuyến thăm này một cách chính thức. Trong bối cảnh có những đồn đoán rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có vấn đề về sức khỏe vì ông Tập đã không xuất hiện trước công chúng trong 2 tuần. Đồng thời, trong các tin tức liên quan đến Chủ tịch Tập Cận Bình, truyền thông nhà nước Trung Quốc đều sử dụng hình ảnh cũ trước kia. Trong khi đó, truyền thông của nhà nước Việt Nam mới đây đưa tin tại khu vực Thác Bản Dốc, phía Trung Quốc đã cho dừng các hoạt động vui chơi, trong khi Việt Nam vẫn xúc tiến các hoạt động một cách bình thường. Mới đây nhất, vào ngày 15 tháng 8, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ dẫn nguồn tin quốc tế cho biết, ngày 13 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói rằng nước này chưa thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Bắc Kinh. Đồng thời, ông Lâm Kiếm cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam dưới sự chỉ đạo chiến lược chung giữa lãnh đạo cao nhất của hai đảng và hai nước nhằm đạt được tiến bộ vững chắc hơn trong việc xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Việt Nam, chia sẻ tương lai. Theo một số nhà quan sát vừa kể cho thấy sự mập mờ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước chuyến thăm đầu tiên của tân Tổng Bí thư Việt Nam. Điều đó cho thấy rằng có lẽ ban lãnh đạo Trung Nam Hải không thân thiện với ông Tô Lâm. Đó là lý do phía lãnh đạo của Việt Nam, đặc biệt là ông Tô Lâm, cần phải nâng cao cảnh giác, nhất là trong bối cảnh trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đang có sự chia rẽ sâu sắc. Một số nhà quan sát đánh giá ông Tô Lâm đang phải đối diện với thế trận nội công ngoại kích. Cụ thể, có nhiều dấu hiệu cho thấy đã có những cú bắt tay dưới gầm bàn của phe Nghệ An với các tướng lĩnh quân đội để cầu cứu nước lạ. Truyền thông nhà nước đưa tin sáng ngày 15 tháng 8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ Chính trị tổ chức hội nghị gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước. Đáng chú ý, hầu hết các lãnh đạo đều có mặt đông đủ, nhưng vắng mặt các cựu lãnh đạo như ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Xuân Phúc. Theo giới thạo tin, ông Trương Tấn Sang vốn được mệnh danh là Tư Sang nham hiểm, vì thế ông Tô Lâm hết sức cảnh giác. Trong khi đó, Tô Lâm đã tiếp đón cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với thái độ vui vẻ và nồng ấm. Hình ảnh ông Tô Lâm với trang phục giống ông Ba Dũng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hình như cho thấy một sự đồng thuận không cần giấu giếm của ông Tô Lâm. Khi trở thành Tổng Bí thư chính thức, trong thời gian vẹn vẹn có 16 tháng còn lại của Đại hội khóa 13, ông Tô Lâm đã có rất nhiều lợi thế trong việc củng cố lực lượng cũng như nhân sự để tiếp tục giữ chức vụ này tại Đại hội lần thứ 14. Đây là những chỉ dấu cho thấy Tô Lâm đang nỗ lực tranh thủ sự ủng hộ của các lãnh đạo tiền nhiệm để củng cố thế và lực cho cá nhân cũng như phe cánh của mình. Truyền thông quốc tế có nhiều đồn đoán rằng khả năng cao Tô Lâm sẽ từ bỏ chức vụ chủ tịch nước để nhường lại cho một lãnh đạo thuộc phe quân đội trong tháng 10 năm 2024, khi Quốc hội khóa 15 khai mạc kỳ họp thường niên. Một số ý kiến cũng cho rằng ông Tô Lâm sẽ nhả chiếc ghế chủ tịch nước lại cho Đại tướng Lương Cường. Theo thông tin rò rỉ, liên minh giữa các tướng lĩnh quân đội, đặc biệt là mối quan hệ giữa Đại tướng Lương Cường và Bộ trưởng Phan Văn Giang, hết sức lỏng lẻo. Theo một số nhận định, ông Tô Lâm đang ở trong hoàn cảnh tứ bề thọ địch, phải căng mình đấu trí, không chỉ với thù trong mà cả với giặc ngoài, là nước lạ có khả năng đang bắt tay với thế lực chiếm đa số trong đảng. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm đang tứ bề thọ địch, thù trong giặc ngoài, sự thật hay tin đồn. Lời hứa của Tô Lâm chấm dứt tình trạng sử dụng bằng cấp giả giờ ra sao? Chuyện sư thầy Thích Chân Quang, tên thực là Vương Tuấn Việt, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang ở Bà Rịa, Vũng Tàu, bị phát hiện sử dụng bằng bổ túc văn hóa giả để tham gia tuyển sinh đại học, rồi làm luận văn tiến sĩ tại Đại học Luật Hà Nội, cũng làm nóng mạng xã hội trong những ngày vừa qua. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 13 tháng 8 đưa tin, kèm theo hình ảnh bài bản báo cáo gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục, cơ quan này đã xác minh ông Vương Tuấn Việt không có tên trong danh sách dự thi, cũng như bảng ghi tên, ghi điểm của kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 vào năm 1989. Ông Việt cũng không có tên trong danh sách được cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 hệ bổ túc văn hóa vào ngày 6 tháng 6 năm 1989 của Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì đã rõ, ông Vương Tuấn Việt và Thích Chân Quang đã sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 3 giả để học tiếp hệ đại học từ xa. Sau đó, ông lại được đặc cách làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Luật Hà Nội trong vòng chỉ có hơn 2 năm, đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
Theo quy định của Bộ Giáo dục, nếu bằng tốt nghiệp cấp 3 là giả, thì các bằng cấp tiếp theo sẽ trở nên vô giá trị, không được công nhận. Trước đó, luật sư Lê Ngọc Luân từ Sài Gòn đã gửi một bức thư ngỏ đề nghị Tổng Bí thư Tô Lâm có ý kiến chỉ đạo quyết liệt, nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc ông Thích Trân Quang sử dụng bằng giả để xử lý nghiêm minh. Ngay sau đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện công văn thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh như đã đăng ở trên cho bản dân thiên hạ cùng biết và đàm luận. Tuy nhiên, công luận thắc mắc rằng tại sao cho đến lúc này Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn cũng như Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội vẫn chưa hề lên tiếng. Công luận thấy rằng để xảy ra tình trạng này là do chính sách đề bạt bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo dưới thời Tổng Trọng, do quá chú trọng đến bằng cấp mang tính hình thức nên đã dẫn đến tình trạng sử dụng bằng cấp giả tràn lan mà không bị xử lý. Thậm chí như việc mua bán chứng chỉ tiếng Anh ở Đại học Đông Đô, bất chấp sự phẫn nộ của dư luận cũng đã bị chìm xuồng. Trong số 193 bằng cấp giả được Đại học Đông Đô bán ra cho 60 người, có 55 người đã sử dụng bằng giả này để nộp hồ sơ xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ. Ngoài ra, bằng cấp giả còn được dùng để thi nâng ngạch, thi công chức, khai vào hồ sơ cán bộ, v.v. Tại phiên trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội vào ngày 9 tháng 11 năm 2020 khi đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã thừa nhận tình trạng cán bộ công chức trong bộ máy đảng, nhà nước sử dụng giấy tờ bằng cấp giả tràn lan. Lúc đó, theo ông Tô Lâm, tình trạng mua bán bằng đại học giả, chứng chỉ giả vẫn diễn ra công khai rất nhiều năm. Đại tướng Tô Lâm hứa với Quốc hội sẽ giải quyết, xử lý kịp thời để chấm dứt tình trạng này. Theo báo Thanh Niên, giá của các loại bằng tiến sĩ được giao bán đa dạng, mức cao nhất là 15 triệu đồng, mức thấp nhất rẻ hơn một nửa, cũng chỉ có 6 triệu đồng. Thực trạng ở Việt Nam hiện nay, các quan chức có đầy đủ các học hàm, học vị, dài dằng dặc trong danh thiếp mà ai cũng biết, có tới 99% là sử dụng bằng giả hoặc bằng thật nhưng có được là do bỏ tiền ra mua, chứ không học để được thăng quan, tiến chức. Đây đã không còn là chuyện lạ, vấn đề chỉ là họ có bị lộ hay không, và nếu ai được che chắn tốt thì dù có dùng đến 10 tấm bằng giả vẫn thoát tội, vẫn tiếp tục leo lên những chiếc ghế quyền lực ngày càng cao hơn. Vì sao chuyến đi Trung Quốc của Tô Lâm sẽ lành ít dữ nhiều? Truyền thông quốc tế đã đồng loạt đưa tin Tô Lâm sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 18 đến 20 tháng 8. Theo nguồn tin quốc tế, trong ngày đầu tiên của chuyến thăm, ông Tô Lâm sẽ gặp người đồng cấp Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, và hai ngày tiếp theo Tô Lâm sẽ cùng đoàn có các hoạt động giao lưu tiếp xúc với các thành viên ban lãnh đạo Trung Quốc. Đáng chú ý, hãng tin quốc tế cho biết nhiều quan chức Việt Nam và nước ngoài tiết lộ ông Tô Lâm có thể sẽ thôi chức chủ tịch nước khi Quốc hội họp thường kỳ vào tháng 10 năm 2024. Theo một số nhận định, có thể phe thân Trung Quốc trong nội bộ của Đảng không ủng hộ việc ông Tô Lâm ngồi ghế Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa của Trung Quốc. Chưa hết, hiện tượng và thái độ khác thường của Trung Quốc trong thời gian gần đây đối với ông Tô Lâm cho thấy có thể ông không được lòng Bắc Kinh cho lắm. Cụ thể, mới đây, một máy bay quân sự không người lái của Trung Quốc bật tín hiệu theo dõi đã bay gần bờ biển Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm Bắc Kinh công khai các hoạt động như vậy, ngay sau khi ông Tô Lâm lên nắm quyền. Vụ việc vừa kể trên diễn ra vài ngày khi Hà Nội tuyên bố sẽ tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên giữa lực lượng cảnh sát biển với Philippines. Trước đó, Việt Nam đã đệ trình yêu sách lên Liên Hợp Quốc về vấn đề mở rộng thêm lục địa ở Biển Đông. Đây là những quyết định cho là xuất phát từ sự chỉ đạo và ý chí của ông Tô Lâm. Trong khi có luồng dư luận cho rằng Tô Lâm chịu áp lực của thế trận nội công ngoại kích giữa các thế lực kình địch gồm phe Nghệ An và các tướng lĩnh quân đội vốn có chủ trương bắt tay và cầu cứu nước lạ. Điều này phù hợp với các thông tin trước đây cho rằng vào ngày 26 tháng 5, đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An do Chủ tịch Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung dẫn đầu đã bất ngờ đi chơi Quảng Châu chỉ với mục đích viếng liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Ngay sau đó, tàu hải cảnh Trung Quốc đã lập tức xuất hiện đe dọa chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. Trước chuyến thăm của Tổng Tô Lâm sang Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đến Hà Nội để họp và bàn với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam ông Phan Văn Giang liên quan đến việc Nhật Bản sẽ gia tăng hỗ trợ cho Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản loan báo chính phủ Nhật Bản sẽ tặng cho Việt Nam món quà nhỏ bé là hai xe vận tải quân sự. Đây là hành động ném đá dò đường của Bộ Quốc phòng Nhật Bản để chuyển giao những loại vũ khí tinh vi hơn trong tương lai. Đây là điều khiến Bắc Kinh cảnh giác, vì một ngày không xa, Nhật Bản có thể chuyển giao vũ khí sát thương cho Hà Nội. Có ý kiến cho rằng các thông tin kể trên gây bất lợi cho chuyến đi Bắc Kinh của ông Tô Lâm. Đó là lý do một số ý kiến cho biết chuyến đi Trung Quốc của ông Tô Lâm
sẽ lành ít dữ nhiều. Trên mạng xã hội đã xuất hiện các ý kiến cho rằng ông Tô Lâm cũng hiểu rõ quốc sách tiếp khách của Trung Quốc là đầu tiên sẽ tìm cách đánh bả để tạo bệnh lạ cho các yếu nhân, sau đó mặc cả với phương châm theo thì được giải độc, nếu không theo thì cho đi luôn. Mà bài học của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang là một ví dụ mà nhiều người đã thấy. Ông Trần Đại Quang sau chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2017, khi trở về đã đột nhiên mắc bệnh lạ, sau đó qua đời vào tháng 9 năm 2018. Ông Quang được phát hiện nhiễm virus hiếm từ tháng 7 năm 2017 và phải đi Nhật chữa trị tới 6 lần nhưng không qua khỏi. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2018, hai ngày trước khi ông Quang qua đời, tại phủ chủ tịch, ông Quang đã tiếp chánh án Tòa Nhân dân tối cao Trung Quốc Chu Cường. Theo đồn đoán, ông Chu Cường được cho là đã mặc cả với ông Quang với yêu cầu nhân nhượng ở Biển Đông, mà Bắc Kinh đã đặt vấn đề trước đó. Liên quan đến việc Tô Lâm lần nữa chuyển sang thăm Trung Quốc, có ý kiến cho rằng các lãnh đạo cấp cao như Trần Đại Quang hay Nguyễn Chí Vịnh vẫn bị Trung Quốc cho mắc bệnh lạ như trốn không người. Điều đó khiến nhiều người lo ngại về sự an toàn tính mạng của tân Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao chuyến đi Trung Quốc của Tô Lâm lành ít dữ nhiều. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.